Hai mọi người, hôm nay gia đình Sumo, đang đi tham quan, đang đi tham quan chỗ này cái gì? Ủa sao nón của chị Ngọc Long không bệnh? Sao chị Ngọc? Ủa sao vậy? Giống như cái bà mà màu quanh quanh tàu mê xin á. Sao Long không bên vậy chị Ngọc nhìn á? Giống như bà gì á? Ngọc nhìn á, giống như trong phim hoạt hình á. Ờ, đúng rồi. Bên ha. Ờ. Trời ơi. Chưa sáng ha. Máy cam, máy quay gì đẹp. Ôi ôi. Kìa. Đậu 10 đồng một ngày, một dĩa 30. Ờ, đứa ta được sốt là khác. Bây giờ mọi người đang đi, trời đẹp quá à, giống như là nó đang đi xuống dốc. À, trời ơi, phong cảnh rất ư là lãng mạn nha. Mà bây giờ đi xuống thì là đang dốc nha, cẩn thận chứ đừng để té cái nó lãng nhách á. Trời ơi, nước xanh nè, có ốc đảo ở ngoài nữa. Ok, đẹp chưa mọi người? Chắc rong nhiều hả? Đẹp quá nè. À, bây giờ cả đoàn tụi em đang đi xuống dưới đó, chắc xuống được bãi kìa ba, có người ta đứng dưới kìa. Ờ, xuống bãi luôn, xuống bãi luôn. Hôm nay mình tham quan nha. Ngọc đi trước. Ngọc review cho mọi người coi. Ngọc ở dưới có bãi nha, xa xa giới thiệu liền. Từ ngày mình đi chơi ở bên Mỹ tới giờ chỗ này là đẹp nhất. Cái cảnh này là rất đẹp. Đúng rồi. Rất là hữu tình luôn. Cần một nam diễn viên nữa. Có nữ diễn viên rồi mà đề đang cần nam diễn viên. Không khí rất khóc là mát. Trong lành. Trong lành. Rồi bây giờ ôi wow, đứng đây đẹp quá à. Wow. Con xuống dưới trước là hàng chụp hình hay chạy lên sao? Hả? Xuống dưới chụp hình xong chạy lên đi chung. Xa xuống lại. No. Bây giờ khoan. Wow, khoan. Khoan không được, không được. Đứng đây chụp hình không được. Cảnh đẹp quá. Phải chụp hình nha. Bây giờ cả đoàn đang đi dọc xuống biển. Bên này nè, đá xanh á, người ta chặn lại nhìn giống như những cái lá tường. Những cái tường thành á, cổ xưa, rất là đẹp nha. Đường dốc đi, một bên là biển, một bên là vách núi. Đẹp lắm. Yeah. Tươi xanh. Đây là đốt. Giống như khói xe có xăng hả? Nó đốt lửa. Đốt lửa. Đẹp quá. Cảnh quá đẹp, nước xa xanh dữ vậy ta. Anh quay cái cầu đi xuống. Đẹp quá. Đó. Tất cả đều đóng rêu phong. Nhưng mà đẹp lắm. Xanh tươi tại vì có mưa nên cây lá rất là xanh. Nhưng mà nắng nữa là đẹp. Hôm nay mình đi chợ nó âm u chứ. Tại vì giờ này cũng hơi trễ, lại bữa nay là trời mưa nữa nên cả đoàn đi ra đó trời nó cũng hơi ui rồi. Wow, quay trước kìa, cảnh trước kìa, cái cầu nó uốn quanh co nè. Thông xanh xanh. Xanh nước trường xanh luôn. Làm như phá đường hóa học vậy ha, màu hóa học phải ha. Tụi em đang đi sâu xuống rừng, vô rừng chứ xuống rừng, xuống biển luôn. Ghê vậy. Ồ, trời ơi. Ở Việt Nam con chim, ở Việt Nam mấy con đó ta kêu là chim gì ta, gõ kiến à. Gõ kiến nó gõ, mà con mấy con đây bên này không phải gõ kiến đâu, nó gõ giống như gõ sắt hay gì á chứ không phải gõ kiến. Nó gõ mà đang ngủ mà thức luôn à, sợ sập nhà không. Gõ họ. Đây mấy người bạn nữa của mình cũng đang đi tham quan. Bạn Hương với bạn Ngọc kể chuyện cổ tích ngày xưa đi. Ngày xưa vào rừng thì làm sao? Đi qua Mỹ, nơi này là đẹp nhất á. Thôi. Nhưng mà tại vì mình chưa đi, thì mình đi hôm nay nhiều rồi, nhưng mà chưa có chỗ nào đẹp bằng chỗ này. Đó.
rừng. Biển. Rồi không khí nó cũng, đường nó cũng, nói chung là dễ đi đúng không? Dễ đi, nó làm cũng dễ đi. Còn mấy chỗ thì đẹp nhưng mà rất là khó đi. Đúng rồi. Nguy hiểm nữa. Không, cái chỗ mình đi được rồi. Rất là chỗ này là đẹp mà không nguy hiểm đúng không? Ừ. Chỗ này là đẹp là không nguy hiểm không? Nên có thể dẫn con cái là đi khu vực này được. Tình nhân đi được không? Tình nhân là rất là hữu tình. Tiếng Tàu là hủ len á. Tiếng Tàu là hủ len á. Ở đằng trước có con nhà. Cái này cái góc á. Mà sao đó nó bị bứng rễ lên hả? Mục hả ta? Ô, đằng kia có một cái nhà đá. Nhà đó của bác Tiều Phu đó. Bác Tiều Phu ở đây làm gì? Làm nghề tổng vệ sinh. Em nào có cần, có nhu cầu tổng vệ sinh vô kiếm bác Tiều Phu. Ở đây mà quét lá là chết mẹ luôn á. Quét hết vườn luôn. Ừ. Đi vườn nào bà? Ủa sao không đi vô cái nhà đó được hả? Đó. Trước mặt có cái nhà. Ô, ba. Xe chạy xuống đây được nè. Kìa, nó có cái đường kìa. Ồ, đó, nhà của bác Tiều Phu, men hoặc woman. Ủa, đi vô thăm bác Tiều Phu hả? Đi đi. Đây, đi đi, đi vô thăm bác Tiều Phu đi. Đi ra báo cảm tưởng và cảm nghĩ nha. Đứng chờ chị Ngọc một chút thôi. Chờ Ngọc phát biểu cảm tưởng và cảm nghĩ. Sau khi 10 phút đi bộ, tụi em gặp một cái cầu nha. Cái cầu tình nhân á. Cầu này là cầu gì? Cầu tình nhân mới được đi qua. Giờ không có tình nhân, có hai là cầu ý. Trời, cái này hả? Nhìn thấy nó rất là rêu phong nha. Rất là xưa, thiệt là xưa đó. Ok. Có mấy cô nàng trong rừng chuẩn bị đi ra. Chó sói. Chó sói. Con đường này. Cái này rút big mic à. Cho cắm trại đây nè. Ô. Có gì ăn không ta? Chị Ngọc quên cho đem bánh mì theo à ha? Trời ơi. Đẹp quá. Úi dồi ôi. Đẹp quá làng nước ơi. Úi dồi ôi. Chỗ này cắm trại đã luôn nha. Trời ơi, đằng kia là biển, bên này là bàn ghế nè. Không cho mình cắm lều thôi, phải không? Không cho cắm lều thôi nhưng mà đủ bàn để ngồi mà. Nướng barbecue được mà. Đâu đâu? Đâu đâu? Bên đảo hả? Ừ. Wow, đẹp quá à. Trời ơi, cái này nha. Cái này. Wow. Đẹp quá mọi người ơi. Yên tĩnh, không có gió. Không có gió nữa, biển rất là êm. Rồi bây giờ tụi em chia tay để tụi em chụp hình nữa nha. Tụi em rất mê cảnh đẹp. Bây giờ tụi em phải chụp hình.
bây giờ chúng em kết thúc chuyến đi. Chúng em đang đi lên từ dưới biển nè. Đuối. Đây. Đẹp lắm. Chụp hình đẹp lắm. Bây giờ đi lên mặt chị nào chị nói như mất số gạo à. Phát biểu cảm tưởng. Lúc đi xuống thì rất là hớn hở. Rất quá đã. Được có mấy tấm hình đẹp nữa. Cực khổ. Hình tới đích rồi thì nó cũng mệt mỏi. Mệt nhưng mà cũng đỡ mệt là tới đích rồi. Cho mọi người biết. Đẹp lắm chứ bộ. Bye tạm biệt chỗ này. Hẹn gặp lại. Lần sau tụi em sẽ tới và lợi hại hơn xưa. Trời ơi đẹp quá. Hoàng hôn. Ờ hả? Sáng mặt biển luôn nha. Bởi vậy nó biển mà sao nó sát với mặt đường. Ừ, rồi nó phẳng lặng đã dễ sợ đẹp. Chỗ này mới tao chạy đá nè. Cái bờ nó nhỏ mình á. Nước phẳng lặng luôn. Cái này giống như mấy cái chỗ hồi nãy mình đứng bên kia nhìn vô cái eo vậy đó. Cái này giống như eo á. Thì hai bên là có đẹp. Hai bên có đất liền mà. Bên có là giống eo biển. Đẹp quá. Đường nó làm cũng phẳng phiêu nữa. Cái đường mình đi ra luôn á. Không biết nữa. Có đi ra không? Biết mà mình đang đi vô á. Không biết tìm cái chỗ camping chỗ nào đi. Hay là cái chỗ này nó để bản lô. Nó mới tên chỉ xuống đây mà. Sao xe đường này ra nhiều quá vậy? Nó xe đi nè. Lạnh đóng lại nha. Đẹp xe không mọi người? Rất ư là quiet. Rất ư là đẹp. Ồ, cam bên này nè, bên tay phải nè. Đó là gì? West Beach. Ồ, có bán đồ nè. Ồ. Souvenir nè. Ồ, site. Electrical bên đây nè. Còn cái, còn không có electrical bên đây. Nó đóng rồi, nó đâu có cho cam nè. Đó, chắc này chắc hiếm lắm ta. Mùa hè chắc khó vô luôn. Trời. Chỗ này giống mùa hè hơi bị mệt á, kiếm chặt chỗ là hơi bị mệt á. Đẹp quá mà. Nhìn vừa đẹp vừa thấy sang nữa. Sao đường này nhỏ, sao các xe nói là đường hơi khó. Dốc quá trời. Vô được, tiến mà sát cái biển nha. Ghê không mọi người. Ờ mà nó bắn xuống tắm cái gì vậy? Bạn ngồi relax thôi. Nó đâu cá. Ờ ngồi relax. Tưởng nó bắn xuống tắm rồi. Bà đâu có gan dữ. Trời ơi. Đẹp thế. Dưới này đẹp thế. Trời ơi đẹp quá. Oh, wow. Xuống đó luôn à. Chắc chỗ đó. Chắc, nào, chắc hồi đi nó đi qua bển được à. Người ta đi bộ ra kìa. Đó ta đi bộ kìa. Đậu xe đi bộ. Ồ, vậy là mình người ta đậu xe cái park người ta đi luôn nè. Trời nước nó tràn vô cái bạc kinh luôn à. Bên núi nó có tiếng luôn nè. Đánh dòng. Đẹp, người ta đi cũng may là mưa gió đó, không có nắng người ta đi quá trình. Sao camera quay rõ à. Bây giờ là tối trời rồi đó. Tối trời là quay sáng. Mà cũng còn rất là nhiều người đậu xe ngắm cảnh. Cái iPhone 12 là rất tuyệt vời nha bà con. Tôi không có giới thiệu trong Apple đâu á. Tôi không quen biết Apple, tôi giới thiệu. Không phải ăn tiền cò vậy nha. Đây, wow. Ở đây đi. Ở đây cái đằng kia. Đằng kia đẹp không? Đằng kia có nhà. Ở đây có đảo. chụp nhà, chụp đảo. Bãi biển nó sát, nó cạn, nó xuống nhà. Cái picnic table chắc mùa hè nó mở, để cái table á. Chắc mùa hè chắc đông lắm á ta. Trời ơi.
Wow, cái đảo đẹp, đẹp quá. Cái đảo này không? Ừ. Hồi nãy mình đứng bên nào cũng nhỉ? Khúc nào luôn á. Nhưng mình thấy cái đảo nằm phía đảo bên xa, nãy cái đảo mình đứng chắc mình đứng góc kia quá. Ừ, em hiểu. Em chưa hình dung ra là mình nãy mình đứng góc nào nè. Bây giờ đi ra ngoài để chụp hình nha. Đẹp lắm mọi người ơi, mà sạch sẽ nữa. Rất là sạch sẽ. Trời, nghe sóng biển dạt vào nha. Đẹp quá trời luôn. Anh lấy giùm em cái áo lạnh được không? Trời, xuống đây nghe. Xuống đây nghe sóng biển luôn nha. Rồi, thôi đi đi. Tụi mình đi ra ngoài kia chụp hình chơi. Hả hả? Nghe sóng biển rào rào nữa. Chị Ngọc. Cầm giùm em này. Em muốn lại gần để quay cái sóng biển. Quá rõ quá. Đẹp quá. Dì dào đi ra quay mấy cái hòn đảo nhỏ nhỏ đằng kia. Bây giờ cả đoàn em đang đi bộ ở một cái hướng khác của biển. Yes. Đó, mình quẹo ra góc này là chắc mình thấy cái chỗ nãy mình đứng á. Ôi giờ nãy mình đâu cần phải chạy đâu nha. Mình đi bộ lên đây tới ngã ba này là mình thấy nó rồi. À hả, nguyên cái vòng luôn á. Đứng lên tảng đá đẹp rồi hơn. Chỗ này nè. À, bây giờ là chiều tối rồi. Cũng 5 giờ mấy 6 giờ rồi. Hoàng hôn bắt đầu xuống dần. Cả đoàn tụi em đang đi bộ rảo rảo trên biển, biển vắng đã lắm, không có lạnh nhiều, rất là đẹp. Bây giờ đang lụm cụm đi lên. Wow, đẹp không? Giống như hoài có ai mở đèn sáng xuống vậy đó. Nên ở đây là mặt biển nha bà con. Đó, mặt biển đó, không phải là ở mặt biển, đây nó đèn nó xuống mặt biển. Biển với mặt trời. Wow, đẹp quá vậy. Okay. Đẹp ghê không?
xuống đau thao sau khi đi đi biển về. Đây nè, lèo lèo bên đường quá trời, gió tóc lên mà người ta ngủ liều hôm lét á. Cảnh xe tàu mà nó ở đau thao mà nó ngủ vậy đó chơi không? Đau thao, đau thao không được ngủ quá trời. Trời, ngồi nằm hôm là sức trời, trời, xe tàu. Thành phố mộng, thành phố mơ. Trời ơi, mộng mơ, mơ mơ. Đi mới đi chơi thì sắp sinh pass. Giờ xong cả nhà đó bụng quá. Đây là lẩu gì ta? Lẩu cá thác lá. Lẩu cá thác lá. Lẩu cá thác lá. Măng chua. Có tàu hũ nữa. Còn quá. Ăn vô coi. Ăn chanh ăn bún. Thương ăn cho anh quay với hả? Ăn chanh quay. Bán cho em một miếng bún. Ủa sao vô đây cái nó không sôi nữa vậy? Bớt lửa hay gì á? Ờ, hết ra. Cháy không? Đang thở ra là ngon hồng cây chưa đâu. Oh, khó lên mời, mời cái camera luôn. Mời chị, ổ chén đâu? Gấp đi, em ăn đi. Em gấp rồi. Chị ăn nhiều chị gấp. Mày thương tao quá, bớt bún lại mày. Đi thì sáng giờ chưa ăn mà ăn đi. Không có đâu. Trời ơi, bạn cứ để mình tự nhiên, bạn đừng ép. Bún mà bạn mời nhiệt tình quá. Ngon quá trời luôn à. Ngon quá trời hả? Gấp miếng chả chua cá. Chua chua, ngọt ngọt. Tôi làm miếng chả cá, thử cá dai hay là bở. Măng ở dưới nè. Có măng. Ngọc. Chả cá nha. Chả cá đồ ngủ nè. Cá thác lá. Măng luôn. Tomato là cà chua luôn. Cà chua. Chua. Được không? Ai măng ra cả nhà. Cá dài ngon lắm. Có em đang bị măng. Từ từ vô. Từ sốt. Cái này thôi. Còn lấy cái tô bự ăn cho đã. Nó ăn vậy nó ăn nhiều rau, nhiều hiệp. Sao ngon hơn? Dạ ngon. Nó có mùi vị chua chua nè. Ngọt ngọt. Giống như là canh chua, đang thèm canh chua. Hồi sáng bà chị tôi nói là thèm canh chua nên chua. Giờ bà nấu canh chua cho ăn. Trời trời lạnh nữa mà ăn cái lẩu này nó vừa nóng cay. Nhưng quan trọng là người em đang mệt nên em cũng thèm. Đói bụng quá. Lần nào cũng vậy. Đi chơi về là ăn giống như là bị bỏ đói. Mình định đi ăn mì phải không? Nhưng mà cửa hàng mì bị đóng cửa hết rồi. Chắc cũng chưa đâu. 9 giờ mới đóng cửa. Đang theo giờ cửa vô nè, nó hết bị đóng cửa. Nó sợ. Tại vắng. Nhưng mà về nhà ăn cái món này hấp dẫn hơn. Nhờ đóng cửa hết nên về nhà ăn lẩu luôn. Cái lẩu hấp dẫn hơn cho ấm bụng. Cho cái thôi được rồi. Muốn ớt hả? Không, ớt bên này có. Tôi đang thử ra ok. Giờ đang thèm miếng chua nè. Giờ đang thèm miếng chua, giờ có canh chua. Nóng chứ. Từ từ. Chả cá nha. Nước mắm quết vô. Nóng nữa. Nhiều mặn nhiều cay nhiều chua. Mặn. Đủ mùi vị luôn. Mặn chua cay. Nóng hổi giờ thổi giờ ăn. Ăn xong rồi hạ nhiệt xuống liền. Mới vừa đi biển về lạnh nha. Ở ngoài thời tiết thì lạnh. Gió không tắt gió. Vô ăn cái chén canh này là hết giải cảm này nó giải. Giải hết, giải nước mũi, nước mắt nó giải hết. Không, nhưng mà nãy mình chừng vô á, chừng lạnh. Cởi lạnh liền lạnh. Từ nay vô chị cởi áo liền, nhưng mà nay không cởi áo đâu. Sợ nó lạnh á. Thôi tạm biệt mọi người, đây là kết thúc video cuối ngày rồi. Đồ ăn cũng hết rồi, cũng không còn gì để nói. Thôi chia tay, và hẹn gặp lại video sau. Và món khen gì? Và món gì tiếp tục?
Xin thân ái chào tạm biệt khán bạn cái gì khán giả. Chào tạm biệt. Bye. Bye cả nhà. Bye để em ăn. Em ăn no một bụng luôn.